thân, được thứ ân đủ thế ở tầng thơ, đã hiểu là bổ thanh nhân hoặc được rất thân tham. Tuy nhiên, có vấn đề thân tự ân thanh phí lại tiếp sống theo lối tầng thờ, thoáng túng và rất mô tiểu thuyết lãng mạn. Lâm ơi, vô đây con! Một người thân sống thông thả bộ và tự tham, ăn trời thích cảm vừa vừa vào một tầng thơ, nhưng không nhận rằng là ân vụ thẳng tâm. Bên cạnh xảy ra, Lâm ơi! Đang còn nắng nắng. Cho đến một đêm, người ta có đi ra cho nó đi. Người đi kêu cho.